vàng đi, tí cho đổi vàng cho mấy cái này bên kia mình. Đâu ai mặc áo giống đâu. Mà lương Tuấn Anh. Tại bên kia có thằng Long á, nó mặc cái áo biết nó màu vàng. Nó mua sẵn cái áo biết, nó không có mặc áo ấy biết các bạn được chứ. Lôi lôi lại cái nhân. Đấy. Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Cái gì? Mà gian vô nha. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Về kìa. Về coi. Đứng lại nhìn ở trên chạy ra nó. Xem chút bạn ở nhà rồi. Mới 2 phút rồi Giang ơi. Để 7 phút. Vô hả? Không có tính. Không có tính á. Đá biên vô không có tính. Giang tới 7 phút lần mà. 7 phút rồi. Giang dễ vậy. Hai người thôi. Trời ơi, xếp chung nữa. Có lên Giang ơi. Có rồi Giang. Lên người rồi, lên người đi. Sát luôn Giang, sát luôn, hay quá. Lên luôn. Dạ ơi. Quéo. Trời ơi.
Đâu mới có 5 phút mà Giang. Bên đó ở sân trường luôn. Bên nào ngon mà bên đó luôn. Lấy ăn đó. Rồi. Đứng lại luôn Minh ơi. Thấy cái mặt quy là ta không ưa rồi. Hết không bom này là gì ta? Thân hả? Vô đó, lắp vô khoai, lắp vô khoai, lắp vô, lắp vô, lắp vô. Rồi. Hay quá. Nó né đòn. Một không hậu. Trái nữa. Bỏ về, theo pha, Trời ơi. Trọng tài đâu vậy? Đang thấy vô rồi đó. Vậy nè, đứt luôn. 28. Ôi. Đây là coi đâu. Trời cho tao đủ người ha. Rồi, rồi. Nhanh. Thôi thôi. Sao lên, sao lên. Tâm phong độ gì để đâu hết rồi. Gì? Nè đá đi.
mà. Anh không vô? Anh à? Anh là anh đợi vô lựa game luôn hả? Nguyên đá chưa? Ủa sao sao học cũng vô? Thôi chút vô. Rồi đi. Mạnh mấy trời luôn à? Nhận đây chứ. Từ từ nha Minh, giữ sức nha Minh. Đẹp quá. Hơi tốt. Hay quá Phong. Về tốt Phong. Theo luôn đó nha, theo luôn đó nha. Đừng có không. Nhìn 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 Nguyễn ra. Bấm ra. Chân hai anh đã đụng đâu. Từ 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 từ. Hay quá. Vô. Hay không? Trí Nguyễn. Có nữ lên cổ vỗ nó khác hẳn ha. Mai không có việc à. Hay quá. Nguyễn Nguyễn 2-1. Nguyễn Nguyễn hay quá. Mấy giờ là đẹp nhường á, bây giờ nó vô quốc á. Anh ra quá, anh thấy không nói chuyện sao với Nguyễn đi. Nguyễn ra nói chuyện xíu nè.
con đường đang đi thuận lợi mà em cản trở quý. Ủa ông Thắng bán gì kỳ vậy ta? Trái đó hả? Trái đó là bên tay mà. Ờ à. Dạ kêu Nguyên ơi. Ủa? Chưa ra ngoài, ra ngoài cầu dọc. Rồi về về luôn Nhân ơi. Nhân đi hết giờ. Giữ banh đi Học ơi. Đi luôn. Sút. Hay quá. Đi vô Minh ơi. Hay quá. Thắng. Không vô, không vô. Hết hiệp 1. 2-1 nghiêng về Northland. Nghỉ làm lên đi chi trời. Nhà tao bán đồ đa cấp đi. Sân thì đâu có cấm người nghỉ làm lên đây đâu. Tao bán đồ về tao bán đa cấp rồi đi. Điện tông điện lá nó đâu được vô sân đâu. Là trung tâm điện máy trời lớn rồi. Má ban tổ chức đứng đây mà éo cái rồi chào hỏi gì hết trơn không ấy gì hết trơn bà mẹ. Mày tổ chức hả? Tôi coi mấy liếu quân đoàn tổ chức hả? Ra ngoài
đâu Nam ơi. Nghe nói là sao mới tuyển thủ ngoại quốc về phải không? Mấy thằng cũ mấy cậu vô lại Dũng rồi mới lại làm được hả? Mà chơi lầy ghê Dũng đó trời. Hôm nay mình đá 8 giờ hả? 8 giờ xong rồi. Ừ, chắc vậy. Đúng là 8 giờ 5. Em đi bố kìa. Đúng rồi. Hay lắm anh Hậu. Hay quá Đậu ơi. Một pha xỏ hay. Trời ơi. Đi đâu bánh tốt quá. Nãy ghi trái rồi. Dạ dạ. Dưới vậy. À. Mấy không rồi, mấy không rồi. 2-1. Đây chưa? Đây. Đùa. Ngạc nhiên là. Thôi mạnh miệng, đánh trả lời mạnh miệng là biết rồi. Trọng tài nhìn nãy thì phát sơ mi. Bữa sau cốc cho cái áo đi. Lên xe ôm. Trời ơi. Trời ơi. Pha tiểu xảo chắc. Chạy về. Chuyện anh học, chuyện anh học ơi. Xuống luôn. Hay quá. Vô sân đi, đứng ở ngoài la làng cái gì. Xin trời ơi, đó bình thường nó có được đâu mà anh nói anh chậm quá. Lên chụp hình. Em anh học quá, mắc chạy lên rồi chạy về. Đó, nó xì hết đi. Ăn rồi nó mới ăn. Thú có đem ăn cái đồ lắc lắc ăn ai ăn tội. Ba cái lắc lắc không à. Long tao đợi mày đem cặp bưởi lên cho tao đó mà cái cặp bưởi của mày nó mất tiêu rồi Long. Bây giờ đây bưởi chưa tưới thuốc chưa chín anh ơi. Thuốc này lên Trung Quốc nó qua thuốc mới. Bây giờ bán bàn ghế rồi anh. Vậy hả? Đa cấp rồi. Giờ là Facebook là bán rồi. Đi camera ta chỗ tao đang bán bưởi đi chỗ khác. Tùng lao mới lao gì chỗ tao đang bán bưởi. Hay lắm Tú. Tưởng mà đốn bưởi không lấy đống bàn ghế rồi chứ. Giờ là bưởi thử thuốc mới mà thuốc nó hello chú. Không tốt vì sao không chín. Yên tâm đi mà. Hay quá. Cái đoạn mày nói là bưởi mà xịt thuốc á tao quay lại rồi để tao phát tán lên lên nền mạng. Trời ơi vậy mới tao mới ăn anh sầu riêng anh thấy không? Ngâm thuốc ăn là mầm đó. Không có thuốc tao không ăn đâu. Giờ cái tài bưởi giờ vậy. À, mày mốt mày mà đi quảng cáo chỗ nào tao đăng lên ở dưới luôn á. Nó không follow tới cùng không? Hay lắm. Trường đầu dài dữ vậy. Má tướng chuẩn à, chuẩn đẹp trai. Tướng tâm nữa rồi. Đã luôn. Gì vậy? Trời ơi, vậy mà còn không được. Rồi. Có bài bản. Tâm Nguyễn, 2 đều. Lâm Sương, 3-2. Lâm Sương đâu được đá đâu. Đâu được đá đâu. Tự động cho có mồ hôi chạy về, bệnh vô đây bệnh quá. Dạ, cứ nói với vợ là anh đi đá bệnh. Vô đây anh bệnh quá vậy rồi. Tụi chị đúng rồi. Tụi chị. Chứ không phải mình vậy. Giang vô đạp chân có nguyên cái Giang. Hôm nay không có đám chơi chơi kìa ta. Đám nào? Chơi chơi bên nhà bếp á. Bên chị hả? Bên chị bên đây nó không có đá. Đám nó chơi chơi lắm. Qua nhà đi. À, xa quá. Ủa sao xa đây có Huy nữa hả? Chưa nó Huy của bên Mabade mà. Ừ. Ê Bình Chi. Bình Chi nhầm. Rồi sao nay lên coi hả? Ờ chắc vậy. Trời tội nghiệp rồi chút nữa coi cho 5 phút đá đi. 200.000. Cái gì chứ bà cho dứt khoái lắm đó. Gì ác vậy? Đồ ăn vậy vậy? Anh Long qua bển còn ngồi ben đâu anh Long. Đó, vẫn bình thường thôi, trời ơi. Vẫn ben hả? Xuống anh. Trình độ anh đi là phải ben thôi. Ủa anh Long công ty nào rồi? Hả? Công ty nào? Công ty nào mà không biết tên luôn mà, No Name. Nó nói tên thì mày qua chạy qua kiếm nó rồi sao? Gì?
Vậy 15 phút rồi mày. Làm gì đâu, đòi đá lâu dữ vậy? À. Mới coi đá banh bao lâu rồi mà không biết mỗi hiệp đá nhiêu. Chưa biết giờ phút quen đá không. Giang nó có coi đâu, nó tàn lên cập nhật tỷ số, không đánh tỷ số sáng coi. Trung tiền thôi à. Đúng, đúng. Đúng rồi anh Long. Mày bấm đấy. Ờ, nhưng mà anh Long nghĩ cái mừng hết sức. Ông gì mà không. Trời. Một quả đá phe lây. Lên chớ lần nào đó mà khung thành trống đối diện khung thành trống cũng đá ra ngoài được nè ta. Mà banh đây mới khó chứ, trời mấy tung đá mấy tung cầu thủ mới vô chạy năng nổ vậy. Anh nào lấy về massage cho em nha. Cảm ơn Tâm ơi. Chết chưa. Chết chết ra, Tâm qua luôn anh Tâm, ra mà luôn anh Tâm. Thấy người ra, thấy người ra. Còn có người thì giống đôi ơ quá hả? Lấy. Cái gì vậy? Giang chuẩn bị vô đi Giang. Giang chuẩn bị vô Giang. Tại bữa có nãy giờ chơi phèo lay vãi luôn. Y cho hết chơi. Không à. 13. Má sợ thấy thịt mông lẹ lắm. Cái gì? Con lì thiệt chứ. Má con lì. Ai thiện chơi trò đó nha, lỡ chơi gì em được đâu á. Em mượn cái áo của ai rồi. Cái áo ai là sao? Bữa hôm nay đã bắt tách chứ. Mượn áo ai tao quên rồi. Để nhà mà không biết chủ ai trả. Số nhiều. Có anh tên mà. Tên Hải á. Hải à, Hải Nguyễn của Bắc Sa. Long Hải. Quá, trời ơi. Trời ơi. Hay quá mọi người. Mà cho tao tiền tao mua cái con play cam luôn đi. Hả? Mà đủ không? Play cam mới cắn thêm cái pin phụ sao quay sẽ đủ 40 phút nha. 20 thôi. Chứ bình thường đâu nghe nói đâu có được 10 phút đâu, thôi khỏi. Không rồi, không rồi đây nè. Ủa,
đụng quá đi cái chân như rất bèn ra. Ê, chưa chụp. Không được, không được đụng. Đúng không? Ốc. Rồi, 10 phút. Nè. Áo của thằng này nè. Này còn vòng sau nữa là hết rồi không? Ừ, tuần tới nữa là hết rồi. Còn đâu? Còn hai em đá còn hai đội nữa chứ. Đội gì? Còn có vòng nữa hả? Hả? Mai vòng nữa là vòng dính tục đó. Chết. Mai 3D còn đá hai trận nữa, trận này với trận sau. Trận sau gặp thằng đội này nè. Lốp lên rồi. Hả? Mấy phút nữa. Đây 10. Có lên được. Hay quá. Qua một mùa giải rồi lên tay thì. Tuấn Anh 3-2. Mẹ đưa Đức vô luôn lại 3 điều. Ra đi anh, để tao đá đi. Lát là con dép ở nhà lòng. Thôi chưa ráng đi Đức ơi, trước sau cũng về à. Mày ra ngồi, mày ngồi xích ra xa tao chứ đi. Tao không có bị dính đạn đâu. Trời anh lớn mà anh sợ quá anh. Chút luôn. Đầy quá. Ghê chưa, ghê chưa, quá hay luôn. Mày ơi, mùa giải sau em đăng ký đá luôn đi mày. Ở đông làm gì Long ơi, mày có được đá ở đâu. Giờ lại vợ chửi anh. Tắm hay phi bôi luôn thế gì đã bắt đầu rồi. Nguyên, Long có được đá không? Cái gì? Long nghĩ là được đá không? Nghĩ rồi, đâu được đá đâu đúng không? Thấy cái thằng gì đang chạy anh Sơn không? Anh thấy thằng gì đang chạy anh Sơn không? Là thằng nào được đá là do tao rồi. Bây giờ mày nói đi, bây giờ mày nói nữa đi. Lên tiếng đi. Mày qua trận đăng ký. Có hỏi ấy không thì hỏi ấy hả? Ra đi. Xin lỗi. Ý à. Được rồi, được rồi.
Ấy à. Ra đây bên mình ta. Mày chưa mệt nữa hả Lú? Đúng. Chứ lát nữa cần lấy tiền không? Xuống. Tiên ra ngoài. Gấp tiếp kìa. Trên chiếc chạy từ cái bụng mở hết mở chiếc ơi. Để bụng chữ mua đông anh ơi. Tài thấu được quá. Mắc ngừ mà chậm dữ hả? Đi luôn nào, dẫn luôn ra thấy người nè. Nhanh lên. Xuống luôn. Năm. Hết trái em thấy này. Xong ra không? Hết giờ đó gì nữa. Chỗ khác coi, nó ăn mặc sexy mà lượn tới lượn lui chứ camera không à. Đúng rồi. Cho bạn nó bấm cái gì. Hả? Làm gì? Kêu ông anh ra luôn, em nhanh ra luôn nha. Vô em làm tí số 3 đều là đẹp nè. Kêu anh luôn. Ai vô? Chạy anh. Vô đi. Vô trước em. Thắng ơi. Để chọn phút cho ông Tâm chạy đi. Giờ vô thời hạn. Đợi canh một lát thằng nào chuẩn bị sút á thì hết giờ. Trời ơi, sút tốt quá ta. Ông Diễm chơi chỗ ông mới có 19 phút mấy rồi, ông hết giờ mẹ rồi. Đúng quá.